Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam Unlock nhận được 1.000 đồng token Money Game. Một số thông tin về đồng token này: số tổng công phát hành là 396 triệu nha. Đã có 3.455 tài khoản holder và đã phát sinh 4.777 đợt giao dịch nha. Khá là nhiều tài khoản holder và đã nhiều đợt giao dịch. Thì các bạn có thể đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamunlock.net. Mình truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask vào phía trước Runnet của các bạn nha. Các bạn thêm để chỉ token vào ví cho mình ký hiệu MLG với số token 18. Sau đó các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamunlock.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Lấy rút gọn đây nhé. Chương trình Unlock nó sẽ kết thúc vào 14 ngày nữa. Đây là nền tảng là LTS nhé, để các bạn chuyên về game. Nên là có rất nhiều tài khoản holder và đã phát sinh nhiều lần giao dịch. Thì các bạn có cơ hội thì có thể bỏ tiền ra để mua cái đồng token này nhé. Còn các bạn clam các bạn nhấp vào này. Nói có kết nối với ví thì các bạn nhấp kết nối, sau đó nhấp tiếp theo mà nhấp nối với rồi đây yêu cầu 1.000 đồng token MLG này cho 10.000 người đầu tiên thì đã có 3.243 người tài khoản đã được Clam nhé. Được, các bạn nhấp vào đây giúp mình. Web header khả năng do lỗi web và nhiều giao dịch. Các bạn chờ đợi lát nhé. Ở một cái ví khác thì mình đã clam được rồi. Đây, một gần đồng token MLG đây. Web load hơi chậm cho nhiều người vào cùng một lúc. Để không khỏi mất thời gian thì các bạn cứ làm theo hướng dẫn cái nút nhấn một nút vào clam và kết nối với ví và nó sẽ mất phí 0,002 VLB nha, thì các bạn sẽ nhận được token vào ví thôi. Tránh mất thời gian của các bạn, mất thời gian chờ đợi thì video xin được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình đã nhận clam và nhận được 1.000 được token MLG đây. Các bạn nhớ ủng hộ kênh và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Ngoài ra bạn có thể vào đây đăng ký một số sàn giao dịch nổi tiếng khác để giao dịch chuyên về bán coin nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.